chào quý vị và các bạn. Hôm nay sẽ quay ngày hội Hoàng Mai Huế lần thứ 2 năm 2024. Xưa. Còn thế được có sự lợi dân tiếp. Chúng ta đi xem hướng bên tây trái trước. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày 23 Tết. Yeah.
Perfecto. Đầu giá đây bà con, mọi người ơi, ai muốn đầu giá cái máy này thì tại đây đầu giá. Đấy, rất là đẹp. Trâu bò cây mai. Hoa văn rất là đẹp. Rồng. Năm nay năm rồng là toàn chầu rồng cả. Quá đẹp luôn. Phải nè. Phải được luôn hả? Wow. Chầu này chắc phải cả gương tắm cũ á. Có khả năng là 50. Phải mà mất cái hoa bán ngày, cái bể cái hoa bán ngày là sống. Chầu này là phải được luôn mà mọi người ơi. Wow. Cho nặng view. Điều này mà dùng cho nhà biệt thự là ngay luôn. Đầu xoáy này là 28 triệu. Cái thêm tỷ nữa. Đó là chi hội hoa mai vùng cát, vùng cát và vùng cát Huế. Hiểu rồi. Để cái ăn đi, sống nước. Cho một cái ăn một cái nhà nó đi. Mình cha họ cha.
được kẹt thôi, là hàng phi được lắm. Okay, con xuống nhiều như thế này. Hai rung xuống cái con lên này. Cái này hoa rất là tươi. Còn cái gốc cây đó. Cái hắn cái tóc biết dịch cái nó bị lệch quá.
nói với nhau, mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và xin một lượt like, subscribe. Xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người.